Bạn thấy không? Ai đủ khó như các bạn bỡ nó luôn. Hả? Mày có thể tao giỡn giỡn mà mày làm thiệt thế? Để sao? Rồi sao? Cái đồ phòng mày cho ấy sao đâu? Em cho ấy. Nãy giờ em có quay bằng chứng cho nó nè. Hồi nãy em xuống em chở nó đi lại nước hoa. Mày hết chuyện thôi sao? Thế là nó nói em nó cho nó thì bấm mở là nhìn xanh. Thằng Giang. Mày có xin đồn tao không? Rồi chơi. Có tiền vàng đấy. Mày có tao nói mày á, chịu á. Hello mọi người, mình là Sandow, biết sợ hàng nào đây? Gây thiệt đó các bạn thấy không? Bán tình anh em các bạn, thằng Sang mở lót thấy không? Chán mẹ nó. Mãi đôi thay ra sao hay ai giàu sang vẫn mong mình luôn nhớ nhau, nhớ những lúc trời tàn cùng những chuyện trắng màng, anh em ta lại có nhau. Quả ông không bấy nữa nha, liệu hồn tôi á. Ui sợ quá phải không muốn gì hả? Các bạn liệu hồn các bạn luôn á nha, mình xúc các bạn luôn á. Mình đang cực gắt á nha các bạn. Mình định cạo đeo hồn cột các bạn. Bạn ấy, ông Thiết, ông cứu mình với anh Quốc cứu mình. Mình giờ mình cạo nè. Ông Thiết, ông nghi ngờ nó mới công lắm các bạn. Thông minh giờ, lắm. Thì tìm cách gì cho thành mới lết nha mọi người. Mẹ dùng cây đó, tình bán tình anh em các bạn thấy không? Man. Giờ biết con nó là cái gì ta? Man. Sao vậy? À, mấy thằng bạn đứng đó nha các bạn. Giờ mình sẽ tìm cách gì? Cho nó ăn cất mẹ các bạn. Mẹ quay ông cậu bé cho mình ăn cất các bạn thấy không? Bây giờ sao đây các bạn? Giờ sao nó cho nó ăn nước này? À, ta cắt được rồi. Chắc là uống thuốc ngủ nha các bạn. Hôm bữa ông biết ông cho mình uống thuốc ngủ, giờ cho nó uống thuốc ngủ là mình sẽ cho nó các bạn. Let's go các bạn nha. Let's go. Ấy anh em thấy không, mình mới ở nhà mình mới mua cho anh Sang rồi các bạn, có thấy không? Giờ mình sẽ đi xuống nha các bạn. Đi các bạn. Sao? Này nè, em má mua cho nước rồi. Như mày? Này, em má mua cho nước rồi. Mua nước cái gì vậy? Thì uống. Cho anh Sang á, người yêu tướng cho anh nè. Thôi bỏ đó, bỏ đó xuống. Nè nè, em lại gớt nào nha. Cái tưởng cho ai? Cho anh Thiết. Cho anh Thiết á? Ừ. Cùng cái nam với tưởng chó bay. Nó sẽ nào? Chắc giờ chắc cho em Thiết quá, ổng đang ngủ nè. Giờ kẹo đầu ổng ngô sao mà. Thôi, cạo đầu dưới ung cột mẹ. Mới sao nó. Hả? Cạo đầu dưới ung cột. Khó, chết mẹ mày rồi con. Ổng kẹo dưới cùng nghĩ sao nó nhỏ, kẹo dưới đó. Nghĩ sao làm như có văn minh chứ hiểu không sao đeo. Hay giờ mình kẹo đầu Thiết không mình là kẹo rồi. Giờ mình quen kẹo đầu anh Phúc ơi. Mà kẹo đầu Thiết cũng được. Tại hôm nay cũng không lại không đâu. Nếu quýnh lại là ta là kẹo rồi. Thôi cạo đeo dưới ngủ lắm mẹ. Ấm à? Ừ. Hồi nó mới kêu ta là mới kẹo rồi. Giờ không còn cộng nào đó. Chắc chiều đồ thuyết đi bơ xin nào. Ờ, chắc dễ quá. Cho nó thư giãn chút. Điều hắn ta đã ngủ được các bạn ơi. Mở lớp. Giờ mình sẽ đi lấy đồ ngơi nhé các bạn. Ông Thiết ông đang vũ tay sao các bạn? Ê đồ, xem mình nghe gì mà sao xào cái gì các bạn.
không nên làm gì nữa các bạn. Vậy con cột vô tay ra các bạn. Không, mình đi lấy rồi thôi. Giờ mình đặt mấy quay đâu nha các bạn. Giờ mình sẽ dốt hết lại. Mày bố láo tao chứ. Bố láo liều hồn tao. Mày chút cho mình chết. Giờ mình sẽ định mày đặt mấy quay nha các bạn. Mày dạy đặt đâu cho các bạn. Ông ngon mình đi. Cách thật coi. Đấy. Đấy đấy các bạn ủng hộ mình nha. Các bạn thấy không? Ai đủ khó như các bạn. Bạn đón chim nhé. Mình để theo mình nha các bạn. Lấy các bạn ra mặt bữa rất là tính tao. Các bạn thấy không, mình để hết đó rồi thành mỡ hớt mà hô luôn các bạn ơi. Các bạn thấy không? Đấy. Giờ đời nó dài đó các bạn ơi. Các bạn thấy không? Thấy không? Mình là sinh đau mà đéo chờ thằng nào mà. Các bạn thấy không? Giờ mình đợi đó các bạn ấy biết làm gì nữa đâu. Rồi giờ tiếng gì chút là chọc ổng nữa đó các bạn. Mẹ con gà ra mình ra mình bò nó luôn á các bạn. Nó kêu dữ rồi. Giờ mình sẽ đợi nó dài nha các bạn. Tắt máy quay nha. Các bạn, mình mới lui về nhà này các bạn ơi. Các bạn thấy không, mình là thông minh mà. Mình là sinh đau đéo chờ thằng nào mà. Chắc giờ sang đang ngu dữ khóc các bạn. Anh ta ngu lắm các bạn à. Các bạn thấy không? Các bạn thấy không? Thấy không? Vậy chứ mình là thanh đau à. Em quay gì vậy Thanh? Em làm clip cho anh Sang chứ làm cái gì? Thôi thì thôi, đi lại nước hoi mày. Em ngại em trôi lắm mà, nãy giờ em trôi rồi á, em mới chạy về nhà nè. Trôi gì mày ngầu đá mày ngầu, mày tắt như đầu bắt cậu điên mà trôi. Mày, bỏ nhân cho tao mày. Không, em trôi anh Sang nào. Mấy quay đâu mà cầm vậy? Em mới lậm tròn mua ổng á. Không quay chưa? Rồi. Chứ mày trôi cái gì? Trôi ổng chứ trôi cái gì? Lấy mà trôi cái gì chứ? Trôi thằng Sang. Cái đầu mày yếu mà trôi cái gì chứ sao? Anh Nhân quá gì mày đi xuống nhà ổng mày biết à. Sao? Ấy là mày trôi vụ gì để anh biết anh kết hợp anh trôi cho mày. Rầu xong rầu. Em là... bấm nó rầu, bấm mà hô nó rầu. Cái gì? Bấm hàm răng nó rầu. Là sao? Em bấm cái hàm răng như anh nha. Thì thấy cái hàm răng nó mấy chục triệu mà mày bấm mày. Trời ơi, không sao đâu. Sao em bấm được? Sao không được? Lấy cái kéo. Trời ơi mày điên, cái hàm răng anh điền 2 năm nó mới xong mà nó máu điền 1-2 tháng mà mày bấm rồi. Không, trời luôn. Mày điên cái nào sao anh? Các bạn thấy trong mình công công rồi các bạn. Thôi anh quay giùm em ơi, đây. Đồ chó đồ, ý là nãy giờ lâu chưa? Rào, anh đang dứt á, đang khóc mà dứt sao á. Để thôi, đỡ đi, đồ chó đồ, chó đồ. Để anh quay giùm mày nha, cái đây anh không biết gì hết á nha. Đây okay. Là đây là dân xanh đó nha. Đó đừng có lo gì hết. Sao anh nói mày đi bán nước kho chứ anh đi like nước kho mà trôi nhẹ thôi mà trôi gì mà đâu mà gơ dữ vậy. Vậy á, do hồi qua nó ai biết nó cho em chơi, nó tua nó nói cờ bẫy chơi. Em bỏ nó luôn. Em xúc nó luôn. Đây. Đây. Nhà đây. Anh coi em cắt làm sao vậy? Cách nó hất cái hầm răng nó luôn không? Điên hay sao hả anh? Vậy á, sao? Con hất ổ chim không? Sao mà cắt vậy? Không, ổng đang ngủ chưa mà. Em nói luôn rồi, nói chứ. Vậy chứ sao mày cắt nó được? Im. Anh im đi. Cho em xúc anh luôn á. Cái này to rồi. Đó, mà thấy hai cậu cháu nó cãi lộn không? Tao điên sao tao đi mắm mày chi mày? Mày nãy giờ nãy vô. Mày đi quay ra, lộn mấy mình vô mày xin lỗi nó.
ta đâu có bị thằng điên đâu. Vậy anh gì vậy? Vậy sao? Tao cũng biết đâu, tự nhiên nó kia tao đang nè mẫn vàng mới đe chữ leo ông bỏ để đâu chị Trang xuống đâu được. Mày đi đâu nhau đâu xuống này hai đứa đi lại bé vậy. Này giờ chuẩn bị chở nó đi lại nước hoa cho. Anh đi nha. Bấm cái điện thoại đó. Anh ngủ với em chiều giờ trưa giờ này. Trời ơi. Ấy giờ bấm cái điện thoại. Ai đi bấm cái điện thoại vậy? Nó còn chim con đang ngủ chim bấm còn không đó. Không ấy con chim mà trưa giờ ngủ vô tao. Trời tao sao mà. Nghe con mình con chứ còn chim chứ mà chen lại mà chen bấm con chim bấm lại mà chen còn chim bấm nè. Làm thế ăn rồi trưa giờ tao không biết làm. Tao đụng mẹ tao mà mẹ tao mà đụng mấy chục triệu tao không biết hay sao vậy? Tao dẫn mà đi làm mấy chục triệu mà đánh mày tao đi tao đi bấm này mày chớ mỗi lần mà đi xuống cái anh đã thuê rồi à trời ơi xong mà trời đau thiệt luôn chứ trời mày bấm vậy còn chim là trời ơi mày mày cứ trời ơi chim sao anh chim bấm mày đang đấy vậy mày điên cái sao mày mày nghĩ anh bấm mày à bấm cũng mày cũng tao kéo tiền mà điên là cậu chim mày bấm mày bấm tốn tiền tao chưa giờ em xuống mà sao em bấm em có thử hay là nó tự bung nó từ đây có biết bấm xuống nè mà chẳng thấy cái kéo hoặc cái kim kéo luôn nó bấm đứt ra mà lại con mới soi gương coi thử nè đồ hay mẹ anh nhìn nó đứt kìa không mà. Bao giờ cái dây kia sao dây mà sao mà đứt được cái dây nhìn là mình chết làm sao đứt được ui trời đau quá. Mẹ nè nói tao có là tao nói có không mà nói không chứ mở mày le mở vô cho cố vô nó đâm vô mở mày cho nó chỉ mấy vậy cho mày đáng luôn. Được rồi, đâu này thằng em mà. Chùa thầu, có đứa ăn, có đứa ăn. Đang rồi, đang đợi rồi. Chùa thầu xem rồi. Mà sao nó điên, nó tự nó muốn mà nói sao. Mày nói coi, nó cứu cái mỏ này với mày. Đang đợi á. Cho nó thành mà hô luôn. Nhưng mà hả mày? Mày luôn. Cái mỏ mày ăn mà sao nói chuyện với tao. Trời ơi, xúc cái gì ra không bây giờ. Em, mày hổ của mày. Đấy, chuyện đấy, xin lỗi sang đây. Anh chim mà cái nào trưa giờ ông ngu tao làm cái làm còn chưa mới làm em nữa mẹ mày tao không có không có đi lên đây đi cái chạy mày vui lắm sao vậy ở sao ở mày? Vui mà rất lắm mà mày vui cái này cái mình đâu phải không mày mày á mà cái mỏ mày ăn mắm mắm mà thúi mày nhẹ nói đi mày nói làm quá rồi nó rớt hầm răng hầm nào cũng hay nữa mày làm răng là như tao không 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 cần quan lại mấy hầm răng nó đẹp biểu làm chứ mày à bớt mẹ mày đáng là đáng đời ạ để đến đây là coi đáng đời ạ đáng đời không muốn làm đi em thế này em là sinh đau đấy không làm đau 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 rồi hỏi mày mày thử ví dụ mà em liên ra người ta bấm mày lật xương mày bay mẹ mày cái chỗ không con cậu nữa lật kẹo mày sẽ trẻ qua đó em gì còn đụng mày nó qua chim nó của em đây đây mày sao luôn nha em xanh đau đến gần nào nha tao làm gì đụng cái tàu cho anh chán đây mày nhau cậu chim con cậu chim lớn về đầu chơi với đâu không à mày chứ tao gì mày tao để nói có mày sao mà cứ nhai nhai luôn nữa mày khùng ấy mày bây giờ mày giờ xanh đen nó chơi tông tốt tiền xanh ngay có ví dụ giờ xanh đen cho thì ngó đơn thằng của chim có tiền của chim mới đơn chứ mà chẳng có đánh đâu đang tao đưa tiền mà đi làm đánh ăn đánh với mày mày đưa tiền mà đi làm đánh chơi xuống bây giờ mày chỉ thường như tao làm á đó là giờ anh em cái này nghe con thượng biển điên biển con nè còn cái nha còn cái hả còn cái của chim cũng đơn còn đừng có em múc còn đừng có em múc lần còn chắc đi làm răng à cậu cứ lấy do cậu bấm bấm nhưng mà đánh với tao không có vậy lúc nào còn phải cái tiền cho rồi ai mà điên cái xác là nói là không có nè chưa giờ muốn trong phòng mẹ còn này nó có tao nó có chưa còn này con xấu kêu ra để không đem làm okay, gì đau mở chậu nữa con này con đem cái mày ừ không vậy vui yếu giờ mai đốt nghe mày mặc vui à nó có miệng nó cười với nó nói vậy giờ miệng của vậy sao không cười cười mỏ xuống cái đồ chứ còn cái gì chả mày nói vậy mày đi lên kia mày xuống bác sĩ làm lại đi giờ mưa giờ cái miệng cười như cái vố xong vậy mà còn chim nào còn chim của lèn còn tính thì còn biết đâu hả không là con biết đây là khi đời của con hả đi ra bác sĩ hỏi lại đi bác sĩ hỏi giờ lèn tốn tiền hỏi tiền đâu mà tốn xuống nó bảo hành chứ đang rồi á cái này tay xuống tay cái ngu với mày hành vậy mày tao nó hỏi sao vậy có mặt mày ngu vậy chứ mà còn mày đi theo coi lại đi nhà đây có ai đánh mà chẳng em chị hỏi thiệt mày cái tao không có mày luôn. Ngu vậy chứ mày ngu chị nói thiệt ở nhà đây còn chim nhá mày đi luôn á có thiệt hả để em cho á sao anh nói chuyện nãy giờ anh cũng quay đây sao anh à, sang
Anh nói thiệt luôn, nãy giờ là thành em cho anh theo thành sang mày, thành sang này. Người ta giỡn giỡn mà mày làm thiệt hay? Để sao? Rồi giỡn nói đùa thì sao? Cái đầu phòng mày cho ấy sao đâu? Đây, nãy giờ em có quay bằng chứng cho nó nè. Hồi nãy em xuống em chở nó đi lại nước hoa. Mà hết chuyện thôi sao? Đấy là nó nói nó bấm mã là người thành sang. Thành sang. Mày có tính đồn tao không? Rồi chơi. Có tiền vàng đấy, có tiền vàng đấy. Mày mà không có tao nói mày mày á, anh chịu á. Đồ mẹ mày. Chém bị gì vậy? Mày nghĩ xem tôi gì á? Không quay ai biết anh mà không có em nhiều vụ thằng mày đấy. Đồ mày cái chuyện cho đó là chuyện giỡn. Mày biết làm mấy chục triệu không? Mày biết làm mấy chục triệu mày? Tiền vàng mày lớn lắm sao vậy? Ý là nói đàng hoàng em này em nhảy như vậy. Vui quá. Không, Sang ơi, Sang, cái đây mày sai rồi, tao không quay giùm mày nữa thôi, chị Giang quay. Em quay mấy công hả? À, mày quay nhây. Ý là mày mắc kêu quay bỏ răng nữa. Quay làm bình chất. Mày bước lại. Quay cho mày. Quay tình thành đà tao nói cho mày. Không có, em mày bị ra đúng không? Không có nha. Ê là, Long, em là mày tin cái mỏ mày đâu mày? Anh cứ nghe em nói anh bình tĩnh đi. Mày cái mỏ mày tới chưa? Ủa cái gì tụi vô lấy cái gì? Hầu giờ em có cho mày bè không? Hầu giờ em không bao giờ cho mày. Không mày bè. Nó mày thì bày nó chứ. Anh đang mày em á. Đó, âu nữa mày. Mày kém. Cùng sao chứ? Tin Long, mà chuyện tay, tao nói là chuyện tay. Mày biết mấy chục triệu mày cho. Không biết sao rồi. Anh nhắn sổ bóng đi, cái mỏ đi phone nhau. Em cũng biết anh mà sao lẽ anh nhắn. Đúng là người đi. Sao giờ làm ốm mất ốm vậy? Người ta bấm em chịu được không? Anh bình tĩnh em nghe nói. Nó em xuống nhà nó em chở đi lai nước hoa nó kêu không em không mà nó mà nghĩ không mình làm được tao quay thấy mày xuống giờ mày quay đó là tao đã ngay đầu không mà chuyện đúng ông vàng lắm mày cái đầu nào đây mày cho sang gì tao chung dục cái gì em mười tí của em đây là dây này cái biển mất ra này mẹ ơi sao đó nhà biết coi sao nhẹ không nhẹ sao giờ sao giờ sao không sao sao không ai kêu tao mày điên đi mày còn nữa mày xin lỗi đó chứ mày lại làm đánh đấy mày xin lỗi mày không không có xin lỗi rồi mày nói tội thiết đàng hoàng anh là không có dính dáng gì tới mày anh nữa mày đổ bày nó gì đấy nói gì cũng bỏ anh luôn á chứ sao mày đi mày bị lẹp đấy là ai bấm anh bấm đi nó bấm anh bấm lúc nào kia cái đầu thanh đao sao mà nó lấy được giờ tao nói mày em không có mình sang đi xuống làm lại đây cho nó xanh mày nói đàng hoàng hay xanh mày còn mày đâu bao mà nói gì mày bậy bẹ với mày thử sao anh nói em biết bao nhiêu lần em phải biết phân biệt cái nào cũng được cái nào tốt xấu chưa anh nhân cứ chẳng lẽ nó kêu em đi anh nhân bày á anh nhân bày mày đi cướp mày không tao em cướp mày tao máu xuống nhà mày mà tao bày mày hồi nào không mày sao mày thử mày giờ mày tính sao giờ anh tin em đi anh tin thằng đâu anh tin người bình thường đi anh tin thằng đâu mày tin nó là nụ nó nói thiệt chứ đâu có nói dạng nó cái đầu nó xanh mày nói mà anh đi xanh đâu cái thở nào mà chơi giùm em về em chơi á dạ ủa nó không phải nào mà nó kêu gì nó chỉ anh hả đó sao em làm vậy nó làm em làm á tự em làm á đó thấy chưa Tại đây nước uống cái gì đấy đó mười em đang đo lắm đưa cái da tao bữa cái đầu mà nè tao coi thử có gì chắc em quá lanh luôn bây giờ đâu mình đụng cái đó tao biết nha mày cứ mày đó nó theo còn kia mày đi đâu được đấy mẹ nó đi lên cất nữa kia nó theo còn chi mà nó không thông minh nổi cái này nữa thật mẹ nữa luôn rồi sao cô cho mày làm sạch ý ra ra mày thôi mà nói là em cuối giờ lú vô thành đâu mà em tưởng đâu ít tiền sao ấy hãy sao chứ sao em biết sao mày cậu bé còn cái cửa đó mày biết mày nhắc đi không được mày chắc là đạp kẻ cả mày hử lèm đã không bao giờ lèm đã không bao giờ đồn là mày cứ ăn đi vé mấy rồi anh nhặt cái đeo nó xuống hầm tức luôn em à anh thấy không thì cái nãy họ khúc tay cái đeo mày quá nó không có khúc mày hát mà bình thường mày sao linh này nó dậm có tiếc cho mày mẹ mày ủa cái sao bé cái hàng rào nó sách đụng mẹ nó giật nó đạp đi vậy đứt cái dây rồi đó anh có ai không bây giờ cho em chơi này mày nào sao cho tao đụng chân thề của mày không chứ mày không phải xin lỗi tao lên teo tao lên nó kẹp cần tiền cần tiền có với teo hả nhanh đi mày tao nói nhanh đi bước vô đây nói chuyện là ai đó ai biết anh coi em chơi giờ mà về mà lấy luôn nè mày đi bán này xuống nè mày giờ không cần teo không nói chuyện mày đâu hả đấy em lấy tiền vàng anh coi không có tiền vàng á tiền vàng mày bự quá mày bự quá cái đồ tao nói mày giỡn mày sao mày hả nói nữa quá nói cho mày đụng tay đụng chân kia hả tao nói mày biết bao nhiêu lần rồi rồi sao mày có miệng mày nói được hay sao mày cứ lấy cái tay chân mày đụng kia hả đụng mấy đâu cục đó nhặt liều thiên sao rồi sao
mày nó nói mày nó chửi mày mấy câu em sai rồi em mày sai rồi nha em bút quốc coi luôn á mày sai rồi phải biết ấy sang mày đập đầu mẹ tao quăng đập đầu rồi cho nó đeo thì cái đeo cho nó bất khu vui mà cơ hai chú con đó hả tao xe với mày giờ mà xe giờ thấy nắng chân chân xe gì ở trên quá rồi lấy cái đồ cho chửi mày ngu mày tự lái em khóc nữa không được đâu rồi vậy mở để đâu đó cũng cứ nói luôn nhân ra tao chịu trách nhiệm chở nó đi làm lại cái gì nữa tôi làm gì cái tao anh nhân mày á đó. Đó nữa mày nói tao tao nữa hồi nãy mày nhận mày rồi nha đó nó lại nhận nó rồi vậy giờ bé thành mày tránh đi em nữa còn nhân nữa anh anh bấm rồi anh có cái răng thì cái đầu nữa đúng rồi anh nó biết nó không căng ngang mà nó còn đi quay giùm nữa là anh em chậm đó đúng rồi cái đây là cái bằng chứng để nó nói mày vậy mà mày còn nhân hỏi em thúc anh luôn á anh nhận anh nha mày thấy chưa mày thấy cái mặt mày chưa ai biếu mày khi mày quay mày nhờ mày quay mà không nhanh nhanh đó mày nó để giải đầu mà mày nói ờ em đừng có nó làm vậy ông mày không biết khuyên mày còn giải nữa thì đúng rồi nó làm rồi em xuống em hỏi mày tao thấy rồi đó con này nó làm trước đâu em đâu có biết gì đâu em cầm cái quay xuống làm bằng chứng đâu anh yên đó đi một nó bấm em được nó sẽ bấm em được anh yên đó ừ hơn đinh mày nhớ mày bữa sau mày uống nước hoa cái mỏ mày nó bấm nữa có nghỉ á đồ má bao giờ mình bao giờ mình triệt sẵn đó chị anh bây giờ nó thương mày ơi mày xin lỗi anh bộ á không thôi mày thôi anh chưa triệt sẵn mà đâu có gì đâu em giờ đâu giờ đâu mới xin lỗi anh bộ á xin lỗi sang nhanh sang dạ em xin lỗi sang mà em biết sao không dựng hồng bữa anh cho em cứu em đồ mấy mày xin lỗi mà mày nói chuyện giống ông nội vậy mày xin lỗi đạt quỳ xuống quỳ xuống lỗi quỳ xuống xin lỗi không cần xin quỳ xin lỗi ra ngoài coi chồng tay lại xin lỗi coi dạ em xin lỗi anh sang được chưa còn con xin lỗi xin đeo được chưa đó con xin lỗi đó không mày đau đâu đâu nhớ hàng đó đồ vậy mày đồn tao đi ủa sao mày em quýnh mày quýnh mày được chưa tao chưa đấm mắt mày ra ngoài rồi hả mày nói gì tao nói mày á sao mày mới không phải làm luôn hả đồ mấy mày trôi đẻ mày tao không phải trôi đẻ có đẻ ở đâu mày trôi á không em mày đừng nói nó hơn thua nó chứ không đủ má tao anh không thích quýnh nhờ tao đéo càng đâu ê mẹ nó ê đúng má ê ê anh mà bạn nhân mà không nói nha mày mẹ ủa mày á tao ém mày tao đừng chung bò đánh vô á ủa cái mày mày không điên tao đập cái mày mày đâu té không có cái mẹ nó ra tao đâu từng mở mốm mốm đâu mày nữa đi bữa sau em mày ngủ em vừa vừa ngủ phái phái thôi chứ ngủ lắm mày sao thâu đi vô lấy ồ đúng rồi không biết sao rồi thằng quần này nó hèn nhìn thấy như ngươi đưa con chạy nước bị thấy không rồi sao đau muốn nước chai chưa sao mày ngu dữ vậy ủa mấy sao mày sao mày nó mua nước cho mày uống anh bé anh chạy luôn nào anh nhắc bé thì anh chạy luôn nào cái đó đổ xuống ngủ đúng không không có anh nhắc thôi mày đổ xíu cái chai nước ở đâu rồi đi đâu nó uống luôn tao đi đổ miệng nó tao ủa phòng nãy muốn hết nữa mày mày tham nữa mày uống chai nước nữa uống hết không em tiền là em mua nước hay vậy không mấy cái thằng ngốn như mày coi chừng tao vậy tao nói anh, mày hả anh gì anh coi lại camera đi sao đâu ờ đúng rồi cậu chim thôi lại đây thôi đừng có nói giờ dài dòng quá xin lỗi ông sang nha đi nhanh lên dạ em xin lỗi anh sang được chưa thôi được rồi bảo vệ cho nó đi sang làm sao mày mà im mày lại là... sao em vô bữa sao em cứu em vậy giờ mày xin lỗi tao hay mày làm chửi tao dạ em xin lỗi anh được chưa nói chuyện với mày thẳng luôn mày không phải cháu hay xóm một thứ cái lèn một thứ tôi quýnh mày lâu rồi không ai chịu được không mày chấp nhận đâu mày hỏi anh quay clip luôn mày hỏi anh em được ai chấp nhận không chấp nhận hiểu không còn anh nữa cái đầu mày mình tình tao nữa tao làm gì mày chưa ờ để anh cái gì vậy mày chết rồi anh cái mụn người vô cái đeo mày không? Anh cầm đi em mà nói nghe cái gái có mở nó luôn. À, đây nha mọi người, nhà máy anh em mình là đi danh này. Chúng này à, thì dẫn mình dẫn này nha. Mình nhớ mày á, em là phải xin lỗi người xa nhiều vô. Đi vô Đây nói chung những con của ông anh mình là Ông kia nó sợ ông kia. Ông kia đâu? Ông kia.
kiểu mà kiểu kiểu mà chút đâu mà chưa nghe cái gì đâu mà tới tôi đi nhưng thay giờ dài đây, đây em tốn em thay đi thay giờ tốn nhiều anh không đây anh thay miễn phí nha không có tốn tiền bảo miễn phí anh bảo sao được ngon này bảo còn bảo hành đấy anh có hành anh điền ra nhà chung có vấn đề ồ vậy bảo hành vậy thôi cách bình thường bữa nào cách tiếp rồi xuống thay tiếp cho các bạn bảo đâu biết đâu ngoại không bữa nay anh đi bữa nay anh tìm thêm mấy bác sĩ nữ nữa điền răng rồi nữa là đừng cắt nữa nha, từ quân mùa hư rồi thì xuống đây là thay lại thì đừng có cho cắt nữa nha. Thằng nó giỏi có cái hộp sao đó anh đang buồn nó ngu quá. Dạ thôi vậy thôi anh nói lại với nó giúp em cái nha. Dạ rồi đi xuống nha. Dạ ở cho anh kiếm lại.